Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác mẫu xe Touring có giảm xóc XCR, Gian XCR 3500 được trang bị bộ chuyển động Aliview, bánh là 700C. Một cái mẫu xe mà khá là nhiều các bác đã mua bên em và rất là hài lòng. Khung nhôm nước sơn đen vàng trông chiếc xe rất là đẹp. Xe còn rất là mới, hầu như là không có vết xước nhỏ nào đáng kể. Cùi đề Alivio. Thương hiệu Gian này thì các bác sử dụng rất là yên tâm vì cái khung tiền của nó rất là chắc chắn. Phanh dầu Shimano, sóc Santur chính hãng, đồ zin nguyên bản. Em sẽ vào đo size và test chuyển động của chiếc xe để chúng ta xem. Nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề này. Các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác hỏi là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký. Chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Sai chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 56 cm. Xe là size M thì sẽ phù hợp cho các bác từ khoảng 1m64-65 đến 74-75 đi là phù hợp. Xe đang bán cái giá bên em rất là hợp lý là 9,5 triệu, bao ship tại nhà cho các bác nào chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới về những chiếc xe khác bọn em lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.